À, Lâm tuyên bố tội trạng. Dạ, tội thứ nhất là vô dàn cách diễn hài không vui. Ủa? Tội thứ hai là những mạng miếng vô tri. À, tội tiếp theo, phụ. Nóng muốn chết mà bận cái quần nỉ. Làm ảnh hưởng đến môi trường. Đúng. Đúng. Chuẩn tao. Tuân lệnh. Nếu như mà em thua anh có đánh em đau không vậy? Thật ra anh cũng rất là quý em, cho nên nhiều khi là anh cũng sẽ hơi nương tay. Còn dạ, em thế nào ạ? Em sẽ móc từ dưới hàm anh móc lên. Hay quá. Thế giới. Thế giới lết ham. Ai nói đó thời? Ai nói đó thời chưa? Xin mời hai bạn cầm búa. Cầm búa. Trời ơi. Trời ơi đẹp mà bị điếc. Cái mỏ nha. Người thợ gốm Bát Tràng quan niệm sản phẩm gốm không khác nào một cơ thể sống, có sự kết hợp hài hòa của 5 yếu tố nào? Bát Tràng bên phải anh ơi, bên phải bìa. À, xuân hạ thu đông bốn. Năm yếu tố. Sinh lão bệnh tử. Không có à. Gốm mà kỳ vậy. Năm yếu tố nhanh đi. À, kiếm một xíu quả thổ. Chính xác. Chết em rồi bé ơi. Em ơi. Nhẹ thôi nha anh, hồi nãy anh nói gì em nhớ hết mà. Không, anh hãy nói nhẹ nhàng cho em yên tâm đi. Anh chờ xíu em lấy cái búa thiệt kìa. Cứu tôi. À, Lâm tuyên bố tội trạng. Dạ, tội thứ nhất là vô dàn cách diễn hài không vui. Ủa? Tội thứ hai là những mạng miếng vô tri. À, tội tiếp theo, phụ. Nóng muốn chết mà bận cái quần nỉ. Làm ảnh hưởng đến môi trường. Đúng. Đúng. Chuẩn tao. Tuân lệnh. Ủa? Ủa là người quýnh bạc. Ủa, ai quýnh lộn? Ủa gì vậy? Tự nhiên mình diễn tuồng. Trời ơi, anh còn gãy cái mũi luôn. Cái này là diễn tuồng. Xin lỗi luôn. Diễn tuồng gì mạnh tay quá vậy anh? Em là đánh y chang vậy. Trời ơi. Tội này mới nặng nè, cái tội giả khờ nè. Trời ơi, giả khờ. Trời ơi, anh ơi. Trời ơi, sao mà ai cũng đánh vô mũi em hết vậy? Ôi, nhức mũi hả? Mũi. Chết rồi. Không sao. Mũi thiệt, không sao hết. Phải dịch, cho đánh lại cái. Thôi, xin lỗi. Không sao.